Hello cả nhà, hôm nay Hannah sẽ dẫn mọi người đi ăn đồ Thái nha, nhà hàng Thái Lan nha. Phía sau của Hannah là để Thái chicken đó. Rồi mọi người cùng vô ăn nha mọi người nha. Đi vô xe. Mọi người coi nhóc mình đã kén ăn không? Cái này là không muốn ăn fry là khoai tây á mọi người, với là chicken nó gần trong mặt đa nồi thôi. Còn cái này là chicken người ta chiên cũng ngon lắm á. Cái cơm ăn thử thấy ngon, giòn ngon lắm. Mà nó chê nó không ngán. Của nhà hàng Thái mà đâu có chỗ mà đa đồ đâu mà có fan fry mọi người. Hello mọi người, hồi nãy là Thính đang ở đây, xong một nhỏ nó quậy với kêu người ta để vô hộp sẵn to go đi về, bây giờ lại ở đây nó không chưa chịu đi nên ở đây. Cái này gỏi đu đủ của Thái á mọi người. Này là gì mọi người biết không? Phá Thái. Cái kêu đó có nhìn mọi người. Này là phá Thái nhưng mà hay là không ăn hết, đâu có ăn hết lần nhiều vậy. Còn cái này nữa, trời ơi thịt bò ta làm gì mà dưới có salad á, cũng ngon. Anh đang nghĩ là nó bây giờ nó hói đi về anh nên là mới bỏ vô hộp. Thì năm cái này là ớt á, anh đang nghĩ là ớt với lại em hạnh. Để anh đang quay cái camera xuống cho mọi người xem. Gỏi đu đủ á mọi người. Cái này yes, wait for mom 10 minutes. Rồi cái này là thì mình đông đu đạt. Đu đạt gỏi đu đủ nè mọi người. Đồ ăn của Thái thì lúc nào cũng phải có gỏi đu đủ á, nhưng mà người ta làm khác ở bên Việt Nam tí. Ở Việt Nam nó có trộn ba khía với lại tôm khô. Ở đây là người Mỹ ta không biết ăn ba khía tôm khô đâu ha. Nên là ta làm để ta bán cho người Mỹ luôn á. Còn cái này là thịt bò mọi người. Thịt bò nè. Còn cái này là kêu là đùi ớt á, đùi ớt với lại cà tím á mọi người, cũng ngon á. Còn món này là gì biết không? Phá Thái á, nên là ăn không hết đâu, sao hết được. Cái này phá Thái là gì ta, giống như hủ tiếu vậy đó mà có xào với lại thịt bò với lại tôm nè mọi người. Tại vì tính ăn nhưng mà đâu ăn hết đâu, rồi nhóc nó đòi đi về, kêu cho nó một phần là nãy giờ nó không chịu ăn. Rồi tại vì ở đây không có fan file nó không chịu, nó rồi đi về mọi người. Cái này ngon nè, cái này là đó. Giờ mình ăn thử cho mọi người xem nha. Thái đó mọi người, để hai nào quay cho mọi người coi đó. Phát Thái là nó có cái này nó nóng hổi luôn ha. Rồi để hai nào quay lên cho mọi người xem nha. Đó. Cái này là ớt với lại cà tím, thịt bò. Cái này chủ yếu là gỏi đu đủ Thái đó mọi người. Để hai nào quay cho mọi người coi đó. Phát Thái là nó có cái này nó nóng hổi luôn ha. Rồi để hai nào quay lên cho mọi người xem nha. Đó. Cái này là ớt với lại cà tím, thịt bò. Chủ yếu là gỏi đu đủ. Người Mỹ người ta bán, người ta làm cái này gỏi đu đủ á mọi người. Ở Việt Nam nó kêu là Campuchia nó kêu là bắc là hông gì đó, là đu đủ á đâm với bạc khía là tôm khô á. Nhưng mà người Mỹ người ta đâu biết ăn bạc khía đâu, cho nên người ta ăn cái gỏi đu đủ nè mọi người. Chỉ gỏi đu đủ với là rau cải, bắp cải với lại người ta trộn với lại nước chấm đường vậy thôi. Chứ không có người mở cửa vô nè. Chứ người ta không có làm bạc khía. Mà cái này ta có bạc khía mới ngon nè mọi người. Có bạc khía mới ngon. Đúng không? Cũng ngon lắm, mà ăn lửa ghiền thôi. Có bạc khía tôm khô nữa, nó đúng bài của nó. Nếu bán vậy thì ta không bán được cho người Mỹ, cho nên ta bán cho người Mỹ nữa, cho nên ta mới làm không có bạc khía mọi người. Còn cái này là cũng ngon, chua chua ngọt ngon. Phi Bình không có lắc nó khô nữa. Ngon mọi người hả? Sao? Rồi, nó đòi đi về mọi người. Nó đòi đi chỗ nào mà có phai tây. You want to go another restaurant, right? Yes, rồi. But I know. Chỗ nào mà có fan fry. Fan fry, right? Yes. Yes, chỗ này không có fry, không có phai tây. Let me go on a tour, but you want my donut? Yeah. Okay. I want to go to the play place. Okay. Anh đòi chỗ khác đó mọi người. Cho nên là it's the one near our house. Quay cho mọi người coi rồi chắc to go về á. Chứ nãy đâu có tính là tính ăn ở đây á. Không có khoai tây á, nó không chịu. Steven là thích ăn có khoai tây à. Ngon lắm rồi. Ăn đồ Thái, đồ Hàn Quốc ngon. Ở đây ăn đồ Mỹ mà nghe. Còn đây là bò mà. Cái này ta làm gì? Cái này có nước chấm
kia cậu nhìn mình kệ, miệng là của người ta, cuộc sống là của mình. Ăn tới cái món thịt bò này mọi người coi nè, nhà hàng Thái nha. Mấy món này là món ngon trong nhà hàng Thái ở đây. Ngon mọi người. Thịt bò họ để nó xà lóc. Chứ có nước trắng nhưng mà Okay. Này là nguyên cái đùi của con ớt á, cà tím mình xào với Thái với lại ớt chuông rồi đó, mà mình thấy ớt nè cũng ngon. Người ta nhìn mình món này ngon nha mọi người, món này cà tím nè với lại đùi ớt. Ở đây nói chung là muốn ăn đồ của nước nào cũng có chứ mọi người, Mỹ thì được vậy nha, tại bận làm thì ăn mì gói thôi nè, ngon đùi ớt đó rất là ngon, trời ơi xào với lại ớt chuông nè, như cái này là ớt chuông á, ớt chuông xào rất là gì ăn đồ Thái ít dầu mỡ, đồ tàu dầu mỡ nhiều. Đây là ta gọi là phá Thái. Đồ nào nóng quá. Nóng đó mọi người, thôi đúng ta để dĩa cho mình đó nè. Nó có cái này nè. Còn khói là luôn á. Rồi nó có tôm nè. Này ngon nè mọi người. Okay, I'm writing. Phá Thái giống như hủ tiếu vậy đó, nhưng mà họ xào với thịt bò, trứng với lại tôm, nói chung ai cũng ngon. Có tôm nè, ăn con tôm đi ha. Mà món này là hấp dẫn nhất, món gỏi á mà. Thôi thích món này nhất, không ngán, không dầu, không mỡ, rất là ngon. Ở Mỹ hay là thích ăn đồ Hàn Quốc, đồ Nhật với đồ Thái. Đồ Tàu thì nó giống đồ Việt Nam mình, dễ ăn thiệt nhưng mà ngán dầu mỡ nhiều lắm. Ở đây mà mọi người đi ăn quốc về đồ ăn Hàn Quốc rất là ngon luôn. Này thấy cái này nè mọi người thấy không? Thịt bò nè. Thịt bò này rất là ngon nè. Có cái nước chấm cho mình chấm bò, họ xào rất là ngon, chứ sao họ chiên hay làm gì á, rất là ngon, đồ của Thái là ngon. Yeah, almost done. Mình có hỏi thì mình mẹ review cho trong cả nhà này coi, hay là cà tím đó mọi người, có ngon không? Với lại đùi ớt, cà tím, đùi ớt. Cái người ta nghĩ cái này có tí nữa các bạn ơi. Rồi trời, hôm nay phải dẫn nó đi cái nhà hàng khác có bỏ vô, có cái thay á mọi người.